Cái loài một thằng đạo đức giả được băng tên là Mitt Romney, một thằng kiss quần kiss áo kiss quần kiss áo ông Trump 2012. Đó là Mitt Romney. Trên thực tế chúng ta nhìn lại những nhân vật của đảng Cộng Hòa như vậy, chúng ta càng ngày càng khinh bỉ những nhân vật này. Lúc ông Trump còn là một tỷ phú, là một người donate tiền bạc cho rất là nhiều những ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, thì tụi nó bơm đít, bám vái ông, bám chân ông. Nhưng mà trong khi đó tụi nó không có được quyền lợi về chính trị, thì tụi nó lại quay ngược về tấn công ông. Kể cả như Mitt Romney, kể cả như Chris Christie, kể cả như cái thằng Joe, Good Morning Joe. Ông Romney tuyên bố tôi tức giận ông Trump, khiến cái đất nước phải giận dữ dịu tài liệu mật. Mitt Romney đã xuất hiện trong chương trình Morning Joe, tức là hai cái thằng chờ với nhau, hai cái thằng từng đã bám đít ông Trump, bây giờ quay lại tấn công ông Trump, tụi bay bị ổi lắm, rất bị ổi vì điều này. MSNBC tức giận cựu tổng thống Trump đã đặt cái đất nước vào tình trạng tức giận vì hỗn loạn của bản cáo trạng tài liệu mật. Tôi rất tức giận đất nước sẽ trải qua hỗn loạn vì điều đó. Ông Tổng thống Trump đã không bao giờ nộp tài liệu quân sự khi ông được yêu cầu làm như vậy. Tất cả những gì ông ấy cần là phải nộp chúng. Tôi chắc chắn rằng cố vấn của ông ta đã nói với ông ta hãy nộp tài liệu, đặc biệt là khi trác hầu tòa đến. Nhưng vì một số lý do gì ông quyết định không làm như vậy, ông ấy ông giữ chúng. Tại sao? Đặt câu hỏi. À, không có bán cái nước Mỹ với tụi bay đâu. Trên thực tế những cái tài liệu đó, 31 tài liệu nó nằm trong những cái thùng mà có những cái đồ cá nhân của ông trong đó chưa soạn ra thôi. Chứ tụi bay nghĩ rằng một tổng thống như ông yêu cái nước Mỹ đi bán cái tài liệu hả? Tụi bay chụp dò ông từ hồi cuộc điều tra của Trump Nga. Tụi bay cho rằng 2016 là cuộc điều tra liên quan đến cái nước Nga đã ủng hộ cho ông Trump để lật đổ kết quả bầu cử cho mặt linh tính. Tại sao không nộp tài liệu vào? Người dẫn chương trình của ABC nói vân vân, chúng ta đã có bản cáo trạng, sĩ quan quân đội trẻ vân vân, những lộ tài liệu quốc gia. Ông có làm lộ chưa? Mày tài liệu là tài liệu gì? Ê, trời đất ơi, một thằng điếm lên chương trình của một thằng đàn, trở thành cái chương trình điếm đàn. Rất nhục cho những chính trị gia kiểu như vậy. Mà đó là gì? Trong quá khứ tụi bay đã từng liếm phân của ông Trump. Trong quá khứ tụi bay đã từng bước vào cái bữa ăn của ông Trump để hy vọng để có được một chức ngoại trưởng. Những kẻ tham quyền lực dẫn đến mù con mắt. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.